Kính thưa quý vị và các bạn, phòng thủ bảo vệ Tổ quốc từ hiến biển trong tình hình hiện nay đã và đang đặt ra cho lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam không ngừng nỗ lực sáng tạo trong xây dựng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về đặc thù công việc của những người lính Hải quân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với chiến lược biển Việt Nam trong thời kỳ mới, lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam đang ngày càng được xây dựng chính quy và từng bước hiện đại. Bộ đội Hải quân đã từng lập nhiều chiến công xuất sắc trong các cuộc kháng chiến và ngày nay tiếp tục là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Việc xây dựng chính quy và hiện đại hóa Hải quân Nhân dân Việt Nam là đáp ứng các yêu cầu rất cao trong tác chiến hiện đại, củng cố quốc phòng, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, phục vụ phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là kinh tế biển trong những năm tới đây. Hải quân Việt Nam đang từng bước thực hiện chính quy hóa và hiện đại hóa, trang bị các loại tàu tiên tiến, hỏa lực mạnh, hình thành khả năng tác chiến độc lập, xa bờ và hiệp đồng quân binh chủng. Hải quân tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, nghiên cứu xây dựng các phương án chiến đấu trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm truyền thống, chú trọng những phát triển mới trong phương thức tác chiến trên biển, đưa ra các tình huống tác chiến vũ khí công nghệ cao vào huấn luyện, tổ chức diễn tập theo phương án, nâng cao trình độ xử lý các tình huống. Lực lượng Hải quân Việt Nam xây dựng theo hướng tinh gọn, khả năng cơ động linh hoạt cao, có sức chiến đấu mạnh và hiệp đồng chặt chẽ với các quân chủng, binh chủng khác. Từ yêu cầu nhiệm vụ, Hải quân Việt Nam không ngừng phấn đấu nâng cao tính chính quy trong chỉ đạo, quản lý huấn luyện, diễn tập ở tất cả các cấp, bảo đảm sự thống nhất cao từ quân chủng đến các đơn vị tàu, tập trung huấn luyện hiệp đồng tác chiến, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.